Với robot DD35, việc đầu tiên chúng ta cần làm sau khi tải app xong đó chính là đăng ký tài khoản. Mọi người mở app lên, chúng ta bỏ qua những bước hướng dẫn ban đầu, bấm đồng ý. Sau đó thì chúng ta bấm dấu cộng này để thêm robot. Thì ở đây những ai có tài khoản Taobao rồi thì mọi người chỉ việc bấm chủ đăng nhập thôi. Ở bước này với những ai chưa có tài khoản thì mọi người sẽ bấm nút đăng ký để tạo tài khoản. Nút đăng ký ở dưới này. Mọi người có thể dùng số điện thoại Việt Nam để đăng ký nhé. Mọi người bấm số 86 và kéo xuống chữ Y, chọn dòng 84 đầu số Việt Nam. Mọi người nhập số điện thoại. Lưu ý rằng là ví dụ mọi người số là 090 hoặc là 096 thì mọi người sẽ bỏ số 0 đi, mọi người chỉ nhập từ số 9 trở đi thôi. Tương tự với cái đầu số 088 hoặc là 03 thì mọi người cứ bỏ số 0 ở đầu là được. Mọi người nhập số điện thoại vào và bấm vào nút bằng cam ở đây để lấy một cái mã OTP gửi về. Sẽ một tin nhắn gửi vào điện thoại ở số điện thoại này và mọi người sẽ lấy cái mã 6 số ở đó nhập vào dòng thứ hai và bấm đăng ký ở đây là mọi người đã tạo tài khoản xong. Sau khi nhập mã 6 số ở dòng thứ hai, mọi người bấm nút màu vàng để hoàn tất bước đăng ký tài khoản. Ok, như vậy là mọi người đã đăng ký tài khoản xong. Tiếp tục bấm vào dấu cộng để thêm robot. Chúng ta bấm OK ở dòng này. Chọn dòng mã scan để tối ưu bước tìm kiếm thiết bị nhất có thể. Rồi đây, mọi người chỉ việc scan vào. App sẽ tự nhận diện đây là dòng robot DD35. Mọi người chỉ việc add vào thôi. Tiếp theo sẽ làm theo hướng dẫn ở trên clip hướng dẫn sử dụng chi tiết của mình nhé. Xin cảm ơn mọi người.